An Chị Vương hân hạnh đồng hành cùng chương trình. An Chị Vương chứa thành phần từ thiên nhiên cùng với công nghệ bào chế hiện đại, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh trị an toàn cho người sử dụng, có thể dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. An Chị Vương, lựa chọn tin cậy cho người bệnh trị. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hình ảnh những chiếc thuyền đánh cá đã trở nên rất quen thuộc đối với người dân ở Diễn Châu, Nghệ An. Công việc đánh bắt thủy hải sản ở nơi đây đã trở nên phổ biến, và bên cạnh đó thì còn có nghề sửa chữa đóng mới tàu thuyền cũng rất phát triển. Được sự giới thiệu của mọi người, tôi đến thăm cơ sở của ông Bình, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Từ lâu, xưởng sản xuất tàu thuyền của ông đã trở thành địa chỉ tin cậy không chỉ của ngư dân vùng biển Diễn Châu mà cả ngư dân các huyện lân cận. Làng mình làm thuyền là từ bao giờ hả chú? Làm cũng lâu lắm rồi, lúc chú 20 tuổi là chú đã làm nghề này rồi. Thế từ đâu mà mọi người lại bắt đầu làm thuyền ạ? Chú cũng không biết nữa, nhưng mà cũng có từ lâu lắm rồi. Tức là làng là chú là phải duy trì cái nghề này để mà làm phục vụ cho nghề cá. Thế làm thuyền ngày xưa với bây giờ là có khác nhau nhiều không ạ? Bây giờ nó khác nhiều, tức là ngày xưa nó nhỏ và thủ công. Bây giờ nó hiện đại, là làm phải có mẫu mã, có quy định của nhà nước. Ngày xưa là thuyền đóng bằng tay, trông vất vả lắm chú nhỉ? Đúng rồi. Thế bây giờ thì chú làm một ngày hoặc là một tháng được số lượng bao nhiêu hả chú? Ví dụ như một sản phẩm như một cái tàu đang nằm trên nghề thế này. Vâng, mất bao lâu mà sau? Với tầm cỡ 6 lao động thì làm khoảng 2 tháng. Ừ. Rất lâu. Thế là 180 đến 200 công một cái tàu này. Wow. Bây giờ là thuyền chú ngoài dùng cho dân biển của mình dùng ra thì còn có xuất đi đâu không? Có, cũng các tỉnh. À. Cũng các tỉnh người ta về đây người ta đặt. Xã mình là còn nhiều nhà vẫn đang làm thuyền không chú? Còn nhiều, khoảng vài ba chục hộ nữa. À thế ạ. À. Thế còn gia đình mình thì sao? Vẫn tra truyền con nối chứ ạ? Vâng, còn khoảng 4 người. Thế là có đến 4 người con là vẫn còn đang giữ nghề của gia đình đấy ạ? À, đúng rồi, nó đang làm trên thuyền đấy. Vâng. Có đi xem, có đi xem. Có chứ. Vậy đi hả? Vâng, chú đây cho đi. À đi. Anh ơi em sợ độ cao. Có một tí thì em mới có đà em lên được. Cái thang này nó rung thế. Ừ em nhá. Em bò này. Bình tĩnh lại đã. Wow, không ngờ là chiếc thuyền nó lại cao đến như vậy. Và có vẻ như là để lên làm được một chiếc thuyền như thế này thì người thợ phải khá là vất vả đấy ạ. Thuyền này thì chứa được bao nhiêu ạ? Nó chứa khoảng 20 tấn. Làm thuyền này thì cái phần nào là cái phần khó làm nhất ạ? Gọi là cái độ bè của cái vỏ dưới à. Ừ, là cái giai đoạn nhìn là thấy đầu khó. Cái thuyền là nó có cái vừa cong vừa xoắn vừa. Đó là cái bè đó đó. Làm thuyền này là cũng phải rất là cẩn thận đấy, rồi còn phải làm cho chắc là phải sơn hoặc là làm gì cho nước nó không vào thuyền đúng không anh? Thì trên đây là họ nếu như ấy là họ tích kéo hết. Thường các công đoạn làm thuyền là như thế nào anh? Thì bây giờ là cái giai đoạn mà mình trải kỳ ra là không cần trước mình thiết kế. Vâng. Thì đủ cái chiều dài của tàu họ đặt, họ cúng lễ xong này. Bắt đầu anh em thợ mới bắt đầu bắt tay vào làm. Vâng. Thì khi trải xong rồi dựng thì khi đó mới phóng mẫu lên dựng cái khung á, là khi mới cân được mặt thiết kế. Phần vỏ thì mình dựng cái khung lên, bắt đầu mình bít vỏ cho đến cái mức này. Khi đó là mới ăn khung tranh này, rồi cabin máy thì bây giờ xong cái bộ phận này bắt đầu chuẩn bị làm máy à. À là lắp máy vào. Xong rồi mới đến sơn. Làm máy gọn rồi bắt đầu sạm, gọi là sạm cái vỏ này cho kín khỏi nước vô. Thì bên chủ nghề họ sơn, họ ưng mau thì họ sơn. Anh em làm thế này vất vả lắm anh nhỉ? Nói chung mùa này còn đỡ như mùa nào mà vất vả lắm. Nóng ấy hả? Nóng. Dạ, thế năm bao tuổi là anh bắt đầu làm thuyền đấy? 16 tuổi. Vóc rồi đấy chứ chưa có lương. Nói chung năm 18, 20 rồi đi ăn được lương nữa.
Từ chỗ làm nghề chỉ để lo miếng cơm manh áo, nay mỗi người thợ đóng tàu ở làng biển Diễn Ngọc như những chiến sĩ bảo vệ ngư trường biển đảo, vì họ đã đồng hành tiếp sức cho ngư dân vươn khơi. Mỗi con tàu đều được ngư dân xem là nhà. Để ngôi nhà này chống chịu được với sự khắc nghiệt của thời tiết, thì những sáng tạo và lao động không ngừng nghỉ của những người thợ đóng tàu thuyền ở Diễn Ngọc là vô cùng trân quý. An chị Vương hân hạnh đồng hành cùng chương trình.